chào quý vị và các bạn. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Mà trọng tâm là luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là thiên chức của phụ nữ. Hiện tượng bất bình đẳng vẫn phổ biến ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc phụ nữ là lao động chính song lại không có tiếng nói trong gia đình. Nên gánh nặng gia đình cũng như cường độ lao động và sự vất vả đều dồn lên đôi vai người phụ nữ. Nguyên nhân trên do một bộ phận xã hội hiểu không đúng về bình đẳng và bình đẳng giới, còn quan niệm cho rằng bình đẳng giới là ưu tiên cho phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và của Hội Phụ nữ Việt Nam. Nhận thức mang tính định kiến giới còn tồn tại trong xã hội, nhất là lãnh đạo, cán bộ, công chức và nam giới. Chính vì các lý do trên. Nằm trong khuôn khổ các buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ tư vấn học đường, chiều ngày 14 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung Bình đẳng giới. Tham dự buổi sinh hoạt có thầy Triệu Hoàng Tú và cô Phan Thị Vui, Tổ tư vấn tâm lý học đường, cùng hơn 100 em học sinh đến từ khối 10 và khối 11 của trường tham dự. Có một cánh tay giơ lên, các bạn nào có tự tin là với câu trả lời của mình hay không? Rồi, vậy mời bạn nữ đầu bàn bên này đi. Quốc gia Anh hay còn gọi là nước Anh, có bạn nào có ý kiến khác hay không? Rồi, nếu như các bạn không có ý kiến thì câu trả lời này là câu trả lời chính xác. Bây giờ thì sẽ khác phần bài cho làm sao. Câu chính là các câu thứ hai. Đó là câu nơi nào không có con gái mà chỉ có con trai, nơi nào? Đấy thì có mặt mà đúng mọi người, có mặt mà ngang nhau về đạo điều kiện có hợp tác với nhân lực.
của mình và cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và được hưởng thụ những cái thành quả của sự phát triển đó. Về mục tiêu của Bình Đẳng Giới thì mục tiêu ở đây không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới. Với mục tiêu chung đó chính là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo ra cơ hội cho nam và nữ phát triển kinh tế, xã hội, thiết lập củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ cho nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Thì Bình Đẳng Giới hiện nay thì chúng ta có thể thấy được là không phải tất cả mọi người đều mang tư tưởng Bình Đẳng Giới, mà chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó ảnh hưởng từ những cái tư tưởng phong kiến. Thì tư tưởng phong kiến này bắt nguồn từ như thế nào? Mời mọi người đến phần trình bày tiếp theo. Về chúng ta hãy xem là số phận của người phụ nữ xưa trong xã hội phong kiến và tư tưởng về giới tính trong xã hội phong kiến, nỗi đau của người phụ nữ trong xã hội xưa. Thì chúng ta có thể biết được rằng là không chỉ trong văn học Việt Nam mà trong lịch sử và quá khứ thì có vô vàn những cái câu chuyện đau thương như là người phụ nữ năm xưa chẳng hạn. Chỉ vì một cái câu nói vô tình của con trai mà khi cho bà ấy không thể nào rửa sạch cái mặt ăn cốt của mình, chỉ khi nào người chồng thực sự tiếp được cái sự thật đó thì đã không mềm. Thì vào số phận của người phụ nữ chưa, vậy thì tư tưởng về giới tính trong xã hội phong kiến và nỗi đau của người phụ nữ trong xã hội xưa được đau đớn như thế nào? Vào trong đây thì về cái đây trong đây thì chia cái làm hai phần. Thì từ thời kỳ công xã, thị tộc mẫu hệ, đó chính là thị tộc mẫu hệ, mình xin giới thiệu sơ qua một chút là thị tộc mẫu hệ chính là cái thời mà người phụ nữ đứng đầu. Vậy là trước cái thời cụ thể đó thì từng đã có một khoảng thời gian thị tộc mẫu hệ đã đứng đầu, bởi vì trong thời gian đó là thời kỳ săn bắn và có khi người đàn ông cho gia đình có khi có thể kiếm được thức ăn nhưng cũng có khi không. Những người phụ nữ thì nhờ một cái việc mà hai săn hái được mà được đứng đầu trong gia đình. Nhưng sau một thời gian đó khi mà con người đã biết chăn nuôi và trồng cây thì cái lúc đó thì cái địa vị của người đàn ông mới được tăng lên, bởi vì ở thời kỳ đó thì rất cần sự đàn ông để cuốc đất hoặc là làm những cái công việc nặng nhọc. Cho nên là từ đây thì bắt đầu mở ra cái việc là người phụ nữ bắt đầu có xu hướng dựa vào người đàn ông. Thì địa vị như chúng ta đã thấy là địa vị của người được này, người phụ nữ đã được đề cao và coi trọng hơn hẳn so với người đàn ông. Và theo dòng thời gian thì lịch sử cũng thay đổi và xã thì tập mẫu hệ nhường chỗ cho xã hội phụ hệ. Và xã hội phụ hệ ở đây đỉnh điểm nhất chính là thời phong kiến. Thì thời phong kiến nổi tiếng không chỉ là nổi tiếng với những cái giai cấp vua chúa, mà nó còn nổi tiếng với cái sự là trọng nam khinh nữ. Đây là một cái cụm từ rất là nhạy cảm trong xã hội hiện nay. Nếu như đặt vào hệ xã hội hoặc là đặt vào những cái trường hợp ở bên gia đình, và đó là điều gì phong kiến. Lúc bấy giờ thì quyền của người đàn ông được xem như là vô hạn và vị thế của người phụ nữ dần được xem nhẹ, dù vai trò của họ không thể phủ nhận với gia đình và xã hội. Thì đã có một câu nói về cái sự quyền vô hạn của người đàn ông, đó chính là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Thì ở đây thì nó có nghĩa là ở nhà thì phải nghe theo lời cha mẹ, nghe theo lời cha, lấy chồng thì phải nghe theo lời chồng, chồng chết thì phải nghe theo lời con trai. Thì tiếp theo đó sẽ đến cuối phần 2 là nỗi đau trong người phụ nữ xã hội xưa. Hình ảnh người phụ nữ toát lên vẻ đẹp đảm đang, cần cù chịu thương chịu khó lo toan cho hạnh phúc gia đình. Những người phụ nữ ấy không màng hy sinh cuộc đời để chăm sóc nhà cửa chồng con, nhưng cuộc sống mà người phụ nữ phải sống trong một xã hội phong kiến thối nát, lệ thuộc với một quy tắc bất thành bằng, như thế là nam phụ nữ họ đã phải chịu nhìn cảnh bất công của em trai. Đã có một câu nói như thế này, đó là con phải khổ vì con, có chồng thì phải gánh chiên sơn nhà chồng. Có nghĩa là họ phải chăm từ
cho con của mình. Và đôi khi thậm chí họ còn không có khả năng để chăm sóc, tự chăm sóc gia đình thân mình nữa. Tại sao không nói là bình đẳng giới mà phải nói, tại sao không nói là bình đẳng giới tính mà phải nói là bình đẳng giới? Giữa giới tính và giới khác nhau ở điểm nào? Các bạn nào muốn trình bày câu ý kiến của mình hay không? Sự khác nhau giữa bình đẳng giới và giới tính, sự khác nhau giữa giới và giới tính khác nhau ở điểm nào? Câu này mình cho các bạn sẽ không còn nha. Nhiều khi các bạn trả lời cũng không có đủ ý, mình cho các bạn sợ không còn. Ai có một số thì có thế mạnh đó. Sự khác nhau giữa... Dạ. Và có sự khác biệt giữa vùng miền, vị trí địa lý, giới tính là đặc trưng sinh học, sự mang tính vật sinh có thể đồng nhất ở mọi nơi, đất, biển và không thay đổi theo thời gian. Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn đã nói một hai ý trong đó, chính là đặc trưng của giới và giới tính. Thì đặc trưng của giới là do xã hội, có nghĩa là xã hội cái đó đã định hình được cách dạy, cách giáo dục, giống như là trong một gia đình cùng một điều kiện cùng một gia đình đó, nhưng khi sinh ra hai người con khác giới tính thì cái cách nuôi dạy của họ sẽ hoàn toàn khác biệt. Giống như là con gái thì phải mình cầm cái này, còn con trai thì phải thường chơi siêu chơi những cái trò chơi như siêu nhân, xe chẳng hạn, vân vân. Còn về đặc trưng của giới tính thì đặc trưng của giới tính nó được chuẩn đoán trong sinh học, có nghĩa là về nhiễm sắc thể hoặc là về những cái gen vân vân, và nó sẽ được chẩn đoán bằng cái lúc mà bạn ăn hết rồi, lúc đó là sẽ được cho tiết lộ đấy. Và do địa giới thì là do dạy học mà có, nghĩa là bạn sẽ được dạy trên trường, trên lớp sẽ được giáo dục. Còn về giới tính thì nó sẽ là bẩm sinh, có nghĩa là bạn rất khó để thay đổi cái giới tính của mình. Về rồi còn nếu mà bạn đã nói được hai ý rồi thì có bạn nào nói thêm được nữa không nè? Tương tự, đối với cái gái thì sẽ được dạy dỗ là phải quyền tạo những thời gian với mặt những cái bộ máy dễ thương.
trí thần của anh nhìn vô một phát là mình biết là nhà đó có con trai có con gái liền. Cái này có để ý không? Cái này mình chưa đến trước được. Nhưng mà là những cái phụ môn như là bóng đá vân vân, thì còn trẻ em gái những cái môn như nữ công, thư bùa, môn vá, nấu ăn. Đến khi chuẩn bị thi vào đại học, đúng rồi, thi vào đại học là các bạn ở đây thì có được cái gia đình định hướng chưa? Các bạn nữ với các bạn nam thì ít nhất đều sẽ được gia đình định hướng cho một cái nghề. Thì hầu hết các bạn nữ sẽ được định hướng cái nghề đó chính là thư ký, hoặc là làm giáo viên, hoặc là làm y tá. Qua buổi tư vấn, hầu hết các em hiểu được bình đẳng giới là Việt Nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội. Bình đẳng giới trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay. Bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng, là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, góp phần tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, góp phần giải phóng phụ nữ và góp phần xây dựng thể chế gia đình bền vững. Và khi về lớp, các em sẽ để đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Chào em, em có thể giới thiệu cho thầy cô và các bạn biết em tên là gì và đến từ lớp nào được không? Dạ thưa quý thầy cô, em tên là Hoa Vi, đến từ lớp 11A7. Thì em có thể chia sẻ với thầy cô và các bạn biết những cái cảm nghĩ của em sau khi tham dự cái buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay được không? Dạ, trước mắt thì em xin chia sẻ là đối với buổi chuyên đề hôm nay thì các bạn đã nêu về một số vấn đề như là trọng nam khinh nữ trong lĩnh vực xã hội, văn học, rồi nghệ thuật, lịch sử thì rất hay, và có cái điều hay nhất đó chính là về bộ luật mà các bạn đã nêu ra là về xã hội lúc xưa thì trọng nam và khinh nữ, còn bây giờ thì xã hội là nam nữ bình đẳng giới với nhau. Thì sau khi tham dự buổi chuyên đề hôm nay thì trở về lớp thì em sẽ tuyên truyền với các bạn là những vấn đề gì? Dạ, em sẽ tuyên truyền các bạn về các vấn đề như là sự bình đẳng giới với nhau, tôn trọng với nhau, và bên cạnh đó thì sẽ nêu cho các bạn nghe thêm về việc là phụ nữ trong hiện nay đã tham gia vào các vấn đề như xã hội chính trị ngày càng lớn và cần phải tôn trọng bình đẳng lẫn nhau. Bên cạnh đó thì sẽ có bộ luật vào năm 2016 rất là hay, thì em sẽ bổ sung cho các bạn thêm về điều đó. Thầy, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn thầy.